vị và các bạn, hiện nay thì khá nhiều bậc cha mẹ tỏ ra hết sức lo lắng khi con mình không tự giác ngồi vào bàn học, hay là thậm chí giúp đỡ cha mẹ những việc tập trong gia đình như là cầm chổi quét nhà, dọn chén sau mỗi bữa ăn. Nếu như không có sự nhờ vả hay là thúc giục từ phía cha mẹ thì trẻ rất ít khi tự giác làm những công việc này. Có lẽ bất kỳ ai trong chúng ta đều đã từng vài lần chìm đắm trong cái đám đông hỗn độn vì kẹt xe ngoài đường phố. Ngoài những lý do khách quan mà ai cũng biết, thì một yếu tố cũng không kém phần quan trọng góp phần làm cho tình trạng này trở nên rối rắm hơn. Đó là khi người tham gia giao thông không có ý thức tự giác chấp hành chuyện nối đuôi nhau và không vượt qua bên trái đường. Đây chỉ là một trong rất nhiều tình trạng chưa tốt trong xã hội chúng ta, do việc mỗi người chưa có được ý thức về việc phải giữ gìn môi trường một cách tự giác mà chỉ chấp hành đôi khi rất miễn cưỡng nếu có sự giám sát của giới hữu trách. Điều đó cho thấy ý thức tự giác không thể tự nhiên hình thành mà phải trải qua một quá trình giáo dục lâu dài. Đây là điều mà hầu như ai cũng biết, nhưng trong việc giáo dục con cái, đôi khi chúng ta không gieo mà chỉ thích gặt, hay có khi lại muốn nhờ người khác gieo hộ cho mình hoặc chỉ biết há miệng chờ sung. Trong khi đó, sự phát triển nhận thức để hình thành nhân cách của trẻ thì lại không biết chờ mà lại còn sẵn sàng tiếp nhận những mầm mống không tốt đầy rẫy xung quanh trẻ để gieo vào tâm hồn trẻ những thói quen xấu. Trong chương trình Kiến thức cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với thạc sĩ tâm lý La Vĩnh Lộc, giảng viên khoa tâm lý trường Đại học Quảng Nam, bàn về vấn đề này. Thưa thầy, trước hết thầy có thể cho biết về sự cần thiết của tính tự giác và làm chủ bản thân ở trẻ như thế nào không? Thưa các bạn xem đài, tôi xin trả lời như thế này. Trong toàn bộ những cái nền tảng để hình thành cái nhân cách cho cá nhân sau này, thì với trẻ em thì tính tự giác là một trong những yếu tố là quan trọng. Nó phải đi trước cả cái nhận thức, cả cái việc học tập. Tính tự giác nó tạo cho trẻ cái khả năng trẻ độc lập trong mọi chuyện, và từ cái khả năng đó sẽ gia nhập xã hội, và khi trẻ đến trường, khi trẻ sinh hoạt ở gia đình, khi trẻ ra xã hội và cả những công việc cần thiết trong học tập, lao động, sinh hoạt cộng đồng, tất cả cái đó dựa trên nền tảng tự giác, thì những hoạt động của trẻ nó sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Thật sự cái vấn đề mà tính tự rèn cái khả năng tự giác cho trẻ trong cái xã hội ngày hôm nay thì cũng có rất là nhiều vấn đề. Về phụ huynh ít con, bao giờ cũng cảm thấy là con mình bé bỏng, cần chăm bẵm. Do đó là đây là cái mà ngay cả trong môi trường nhà trường, ở gia đình và ngoài xã hội, chúng ta làm chưa tốt, thật sự là chúng ta làm chưa tốt. Ở nhà thì quên là chăm bẵm thì con ít, cứ sợ con mình gặp tai nạn, cứ sợ thôi để mình làm cho nhanh, khỏi mà để con nó làm rồi nó va chạm, nó đổ vỡ này nọ. Tới trường thì cô giáo cũng không dám sai trẻ làm, bởi vì phụ huynh cũng không thích về đó. Sai trẻ lao động hay sai trẻ làm thì cô giáo này đã gỡ cô tới trường, mà đó là chưa nói là nếu là cô giáo sai trẻ làm mà có vấn đề gì, lại là người ta đã đẩy vấn đề đi xa hơn thông qua các mạng xã hội. Gần như là trẻ con là bị gia đình và xã hội, nhà trường là kìm hãm cái khả năng này ở trẻ. Cái thực sự ra đây là một trong những khả năng mà tôi nghĩ là nếu về mặt bản năng thì đó là một bản năng để sinh tồn rất là tốt. Chưa nói là khi chúng ta đi vào hệ thống giáo dục mà nó có bài bản, phương pháp, quy cách, nội dung rồi, thì đây là trong những cái tiêu chí hàng đầu. Vậy thì tính tự giác là gì và nó có những biểu hiện như thế nào thưa thầy? Tính tự giác là tôi cũng xin phép nói chuyện bằng đọc theo cái lối là mình nói theo nhân giả, chứ còn nó có những định nghĩa mà theo sách vở thì nó cũng khó. Tính tự giác mình hiểu nó nôm na như thế này: trẻ con thực hiện một hành vi nào đó bằng cái động cơ, cái nhu cầu bản thân, không cần sự tác động của ai cả, không cần sự tác động của người lớn. Ví dụ như này, nó đi học về, nó thay đồ ngay, nó bỏ đồ vô máy giặt ngay, nó rửa ráy ngay để nó ngồi vào salon, thay vì nó đi học về nó ngồi nó chờ là bố mẹ hối dục nó thay đồ, thì đó là tính tự giác. Như vậy thì nếu như mà một đứa trẻ không có tính tự giác thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống cũng như là sự phát triển của trẻ thưa thầy? Gần như là toàn bộ cái hoạt động sinh hoạt của trẻ hàng ngày là do sự sắp xếp của người lớn, bởi vì nó đã không tự giác rồi thì nó chờ
và bản thân nó cũng không biết đó là cái lỗi của nó nữa. Nó cứ chờ người lớn, ví dụ đi học về là mẹ phải bắt là sáng ngày sáng dậy là bố mẹ phải kêu dậy rồi hối thúc đi đánh răng, đi nằm vệ sinh, rồi bố mẹ sẽ chở đi ăn sáng, là ăn sáng tại nhà rồi ngồi lên xe tới trường. Và cứ như vậy nó thêm một cái sự sắp đặt của người lớn. Khi mà trẻ gặp bất kỳ vấn đề nào nó nằm ngoài khuôn khổ đó thì trẻ sẽ lúng túng và khi là không biết cách giải quyết vấn đề như thế nào. Và cái một khi mà đã phụ thuộc vào người lớn rồi thì nó là cái nền tảng mà sau này là trẻ cứ như vậy. Trẻ cứ như vậy mà cái sức ý của trẻ rất lớn, gần như là thụ động hoàn toàn trong cuộc sống. Trẻ không có khả năng giải quyết một cái vấn đề gì nảy sinh trong cuộc sống của trẻ. Và từ cái chuyện mà không giải quyết được vấn đề nào trong cuộc sống thì trẻ sẽ gặp có khó khăn trong học tập này, trong giao tiếp, rồi trong những vấn đề hoạt động xã hội, trong lao động. Vậy thì theo thầy chúng ta nên rèn luyện cái tính tự giác cho trẻ từ khi nào? Thật ra thì về mặt chuyên môn á, là người ta nói nó cũng là người ta là trẻ mà sau khi mà trẻ đã ra đời rồi, hay là trẻ nhận biết được thế giới xung quanh rồi, thì chúng ta nên tạo cho trẻ cái khả năng độc lập. Nhưng mà với cái xã hội hiện nay, cái nhìn của anh hiện nay thì tôi nghĩ là nó cũng khó, chúng ta dung hòa giữa cái lý thuyết với lại cái thực tiễn cũng khó. Cho nên tôi nghĩ là với kinh nghiệm thôi, tôi không nói là sách vở, với kinh nghiệm của tôi thì tôi nghĩ là học sinh vào đi nhà trẻ là bắt đầu là phụ huynh có thể là tập cho trẻ cái tính tự giác ngay từ đầu bằng những cái hành vi, bằng những cái công việc rất là nhỏ, ví dụ như tự mang dép, tự mang giày, tự lau mặt, tự đánh răng, tự xúc ăn. Nhưng mà khổ phụ huynh mình là như thế này, cứ sợ con mình làm không đúng, cứ sợ con mình làm về mất thời gian của mình, và cứ nghĩ những chuyện đơn giản lớn này ai làm không được. Nhưng mà thực ra cái này là phải tạo nền tảng ngay từ ban đầu, tức là những cái mà nó tự phục vụ bản thân nó tự phục vụ những cái chuyện mà nó gây ra trong gia đình. Ví dụ nó xả rác, nó phải tự đi dọn ăn chén bát xong rồi phải bỏ vô trong đó. Đó là cái nền tảng ban đầu. Mặc dù nó có thể chậm hơn người lớn làm, có thể gây ra những cái đổ vỡ hơn, nhưng mà phụ huynh nên tạo cho trẻ con cái cơ hội, cái tình huống như vậy để trẻ tham gia, trẻ thực hiện, để hình thành tính tự giác. Và theo tôi về kinh nghiệm đó là khi mà trẻ đi vào trường mầm non thì làm được rồi. Còn trước đó thì nó là rèn cho trẻ cái tính tự giác thì cũng hơi khó, bởi vì hiện nay thì cái gia tốc sinh học của trẻ con á thì là phát triển chiều cao cân nặng, rồi các cái hệ cơ quan khác đang phát triển, ngay cả về mặt trí tuệ. Nhưng mà chỉ cái gia tốc xã hội thì nó lại rất là chững lại, trẻ con không có kỹ năng sống, trẻ con phụ thuộc vào người lớn. Và tôi nói đừng nói trẻ con, ngay cả những sinh viên như tôi dạy sinh viên rất nhiều, ra trường rồi cũng chờ bố mẹ sinh viên, rồi khi có gia đình rồi cũng bố mẹ phải tự đi cưới vợ cưới chồng cả chồng lo ra, rồi xong nó sinh con xong rồi quay ngược lại bỏ trong bà ngoại bà nội nuôi. Cho nên là mình nói về lý thuyết là thôi, chứ còn thực tiễn thì cũng khó. Và cái mình mong muốn cộng đồng là cả cộng đồng cùng làm chuyện này, chứ tới nhà cô về tới trường cô giáo là yêu cầu trẻ làm như vậy, về nhà là mẹ không làm, mẹ cứ làm hết. Ra xã hội thì người ta cũng không có có những giáo dục hành vi đó cho trẻ thì nó cũng không có hiệu quả gì. Vậy thì thầy có thể cung cấp cho các bậc phụ huynh về các cái cách để mà mình có thể rèn luyện cái tính tự giác cho trẻ được không? Thực ra trong chương trình học của trường mầm non á thì nó có hệ thống này giáo dục cái hành vi này cho trẻ, dạy hành vi tự giác cho trẻ trong sinh hoạt hàng ngày, trong vùng bản thân. Dù trong giờ học trẻ phải tự xếp ghế, học xong trẻ phải tự đem ghế vô để trong trường, trẻ phải biết cái ca của mình là cái ca nào, cái khăn của mình là cái khăn nào, và tự giác tới đó lái để phục vụ mình. Buổi trưa trẻ ăn, trẻ phải biết cái chén, cái bát của mình là ở đâu, và sau khi ăn trẻ phải để vào đó để cô bảo mẫu rửa, rồi trẻ phải biết trải chiếu, trải cái tấm trải ra để nằm. Đại loại là ở trường mầm non thì những cái hành vi này phụ huynh an tâm là cô giáo đã rèn rồi, gần như là trẻ làm răm rắp. Nhưng về nhà thì là nó phụ huynh nhiều khi là bận rộn, và nhiều khi là cả ngày đi làm, bây giờ con về là cưng quá, phải là chỉ cần chơi với con thôi, và trẻ yêu cầu gì là làm nấy. Nhiều khi là ngay cả những cái chuyện vẫn đơn giản, tức là trẻ làm được và bản thân nó cũng thích làm, nhưng mà phụ huynh vẫn cứ làm luôn. Ví dụ đánh răng, buổi sáng nó thích đánh răng, phụ huynh là sợ nó đánh không sạch, thế là làm luôn. Và cho rửa mặt cũng sợ nó không sạch, làm luôn, rồi đút cho nó ăn để cho nhanh, vân vân.
Thì đó là những cách mà tôi nghĩ là phụ huynh nên xem lại, yêu thương con thì hãy tạo cho con cái cơ hội để nó hình thành được cái khả năng này. Chứ còn chúng ta thương nó mà chúng ta cứ ôm ấp, mà chúng ta cứ phục vụ nó như vậy, đó là chúng ta lại triệt tiêu một cái cơ hội sau này của trẻ. Dạ, như thầy vừa nói là ở lứa tuổi mầm non như vậy, thì đối với lứa tuổi tiểu học thì sao vậy? Làm thế nào để chúng ta rèn luyện cho các em có ý thức? Gần như ở tuổi trẻ, ở lứa tuổi học sinh tiểu học là từ khoảng 6 đến 10, 11, 12 tuổi, thì gần như những cái mà để phục vụ bản thân, phục vụ sinh hoạt ngày của trẻ là trẻ yêu cầu bắt buộc trong nhà trường đó, chương trình là trẻ phải tự giác làm được hết. Giặt đồ nữa kìa, nên cả giặt đồ nữa, trẻ phải tự đem đồ vô máy giặt, trẻ tự đem phơi nữa kìa. Ngay đầu cấp tiểu học cái lớp 1 đó, thì trải qua cái môi trường mầm non, mấy năm học mầm non thì trẻ đã biết được mình đi học đúng giờ như thế nào, mình vào lớp như thế nào, mình để sách để vở như thế nào, mình được phân công trực nhật thế nào, thì tất cả cái đó là trẻ răm rắp trẻ làm. Mà gần như học sinh tiểu học thì nó là cái khả năng tự giác, tự phục vụ bản thân, tự phục vụ sinh hoạt hàng ngày, thì gần như là phải yêu cầu trẻ làm được, phụ huynh phải buông cái này ra, phải để cho trẻ làm. Bởi vì ở nhà trường thì cô giáo tất cả những hành vi này cũng được lồng ghép trong các tiết học. Vậy thì lời khuyên của thầy dành cho các bậc phụ huynh trong việc rèn luyện tính tự giác cho con là gì? Như mình nói ngay từ ban đầu, tính tự giác là nền tảng để tạo cho trẻ một cái nhân cách tốt, một cái cơ hội để trẻ hòa nhập, gọi là căn bản đó. Nếu mà trẻ không có tính tự giác ngay từ nhỏ thì sau này trẻ sẽ khó hòa nhập với xã hội. Cho nên lời khuyên mà cho phụ huynh thì hãy tạo cơ hội, thương con thì hãy tạo cơ hội cho con để con mình hưởng trọn cái cơ hội này. Tức là phải cho trẻ tự giác, không làm thay làm giúp, và cũng nên dành thời gian nhiều hơn để giúp, để tạo những cơ hội như vậy, chứ đừng có vì mình sự vội vã của mình, cái sự bận rộn của mình thôi để mình làm cho nó nhanh. Thôi, xin được cảm ơn những thông tin mà thầy đã cung cấp, cảm ơn thầy đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời của mỗi con người có ba điều quan trọng là lập ngôn, lập chí và lập nghiệp. Mà muốn đạt được những điều đó thì không thể chỉ dựa vào sự chăm sóc, hỗ trợ của cha mẹ hay là của những người xung quanh, mà phải bằng sự tự lập của chính bản thân mỗi người. Vì vậy, việc rèn luyện cho con trẻ ý thức tự giác ngay từ những năm đầu đời chính là những bước đầu tiên của quá trình thành người. Một con người có thể bước đi trên cuộc đời bằng chính bàn chân và khối óc của mình, cũng như là tự tin vào chính mình. Điều đó chúng ta gọi là hạnh phúc. Và đến đây thì chương trình Kiến thức cuộc sống kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Mọi sự liên hệ xin được gửi về chương trình Kiến thức cuộc sống, địa chỉ số 58 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, hoặc địa chỉ email kiến thức cuộc sống@qvt.com.vn. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.